Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Làng nghề huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hình thành các trung tâm thương mại quảng bá sản phẩm. Phương pháp bàn tay nặn bột nâng cao chất lượng dạy tiểu học ở huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương. Hiệu quả về mô hình an ninh trật tự ở xã Sa Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nguy cơ mất an toàn giao thông từ cò lễ hội ở Hà Nam. Chùa Cổ Am, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên nhiều năm không tiếp nhận đốt vàng mã. Trong những năm qua, thực hiện tái cơ cấu nền nông nghiệp, với sự hỗ trợ của nhà nước, nhiều doanh nghiệp, hộ nông dân trong tỉnh Ninh Bình đã mạnh dạn tích tụ ruộng đất, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, đã tạo được bước đột phá và đưa sản xuất nông nghiệp hàng hóa phát triển, mang lại thu nhập cao cho người nông dân. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, bền vững, các địa phương đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, phục vụ yêu cầu sản xuất, thực hiện dồn điền đổi thừa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, tạo vùng sản xuất tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 270 mô hình dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thức sản xuất tiên tiến gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm. Hầu hết các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh bước đầu đã đem lại hiệu quả rõ rệt, mở ra một hướng đi mới trong phát triển kinh tế, qua đó hình thành các vùng sản xuất hàng hóa cho năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, như mô hình sản xuất rau củ quả theo tiêu chuẩn Việt Gáp tại xã Khánh Hồng, trồng rau quả trong nhà kính, nhà lưới ở xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, nuôi lợn hữu cơ ở Gia Hòa, huyện Gia Viễn, nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao trong nhà lưới tại huyện Kim Sơn. Sau khi Sở Công Thương tỉnh Hải Dương có các văn bản gửi Bộ Công Thương, thì Sở Công Thương các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp thu mua chế biến xuất khẩu nông sản lớn trong nước đã tiến hành ký kết thu mua cà rốt cho bà con nông dân. Hệ thống siêu thị Big C cả nước cam kết tiêu thụ khoảng 1.000 tấn. Đến hết tháng 3 năm 2019, Sở Công Thương cũng đã giới thiệu danh sách 11 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở, đầu mối thu mua tiêu thụ cà rốt cho nông dân trên địa bàn, gửi về các địa phương trồng cà rốt của tỉnh. Danh sách các đơn vị đều có địa chỉ, số điện thoại để các địa phương, nông dân trực tiếp liên hệ, bán cà rốt và hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở thu mua cà rốt thuận tiện, đảm bảo chất lượng. Sở Công Thương cũng sẽ thường xuyên thông tin tình hình giá cả thu mua để tránh bị tư thương ép giá. Những năm qua, người dân trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tích cực chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, đưa con giống có giá trị vào chăn nuôi. Đặc biệt, việc xây dựng khu chăn nuôi tập trung tại nhiều xã cũng góp phần giúp người dân phát triển trang trại theo hướng tích cực và đạt doanh thu cao. Tính đến nay, trên địa bàn huyện Kim Động có gần 240 trang trại đạt doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên, trong đó có 148 trang trại đạt tiêu chí. Một số xã thị trấn có nhiều trang trại chăn nuôi phát triển với doanh thu cao như xã Phạm Ngũ Lão, xã Nghĩa Dân, Mai Động, thị trấn Lương Bằng. Vật nuôi chính là gà, vịt, lợn, cá. Nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tăng hiệu quả chăn nuôi, huyện đã phê duyệt xây dựng 8 khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư với tổng diện tích trên 32 ha tại các xã Chính Nghĩa, Nhân La, Phạm Ngũ Lão, Hùng An, Mai Động, Ngọc Thanh, Song Mai. Huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định hiện có 27 làng nghề ở thị xã, thị trấn với hàng nghìn hộ sản xuất kinh doanh. Các làng nghề này ngày càng mở rộng ra các xã lân cận, tạo việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Việc các làng nghề hình thành các trung tâm thương mại dịch vụ để quảng bá sản phẩm của làng nghề là giải pháp có hiệu quả, góp phần thúc đẩy làng nghề phát triển. Huyện Ý Yên có nhiều làng nghề nổi tiếng như đúc đồng Tống Xá, xã Yên Xá, đúc đồng thị trấn Lâm, nghề sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ Là Xuyên, mây tre đan xuất khẩu ở Yên Tiến, nghề may ở xã Yên Trị. Sản phẩm của các làng nghề rất tinh xảo, có uy tín trên thị trường, song việc kinh doanh quảng bá còn nhỏ lẻ manh mún, theo hộ sản xuất mạnh ai nấy làm, dẫn đến tiêu thụ sản phẩm hạn chế. Trong chiến lược xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề, ngoài đăng ký nhãn hiệu độc quyền và quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là mạng internet, huyện Ý Yên còn thúc đẩy phát triển du lịch làng nghề, giúp du khách hiểu về lịch sử làng nghề, quy trình sản xuất và những giá trị tinh túy trong từng sản phẩm làng nghề. Nhờ phát triển các làng nghề, năm 2018, cơ cấu kinh tế của huyện đã chuyển dịch tích cực, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 16,98%, công nghiệp xây dựng chiếm 61,35%, thương mại dịch vụ chiếm 21,67%, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 44,92 triệu đồng. Thưa
Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh Nam Định thuộc Sở Thương binh và Xã hội tỉnh hiện đang quản lý nuôi dưỡng 141 đối tượng, trong đó có 127 trẻ khuyết tật, còn lại là người già cô đơn, người lang thang xin ăn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa. Thời gian qua, trung tâm đã không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên và nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng điều trị bệnh nhân tâm thần và các đối tượng bảo trợ xã hội. Hiện Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh có 35 cán bộ công nhân viên thực hiện theo phong cách của Bác, nói đi đôi với làm, nói ít làm nhiều. Mỗi cán bộ đảng viên và nhân viên trung tâm đều xác định chăm sóc các đối tượng là nhiệm vụ vất vả và phức tạp, đòi hỏi phải có lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và kiến thức chuyên môn. Mặt khác, diện đối tượng xã hội nuôi dưỡng tại trung tâm phần lớn là người khuyết tật, người già cô đơn và trẻ em mồ côi, nên số đối tượng ở độ tuổi tham gia lao động phục hồi chức năng chỉ có khoảng 30%. Do vậy, đội ngũ nhân viên y tế phải duy trì thường xuyên việc thăm khám, điều trị bệnh. Một số đối tượng mắc bệnh nặng đã được phát hiện và kịp thời chuyển lên bệnh viện tuyến trên điều trị. Để việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng lan tỏa, năm 2019, Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh phối hợp với tổ chức công đoàn phát động phong trào thi đua làm theo lời Bác gắn với thi đua giỏi nghiệp vụ, tốt chuyên môn. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng phát triển đội ngũ cán bộ nhân viên có đủ trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức tự giác cao và luôn tâm huyết với nghề để Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh thực sự trở thành mái ấm thứ hai, gắn bó đoàn kết giữa các đối tượng như trong một đại gia đình. Sau hơn 3 năm triển khai mô hình trường học mới, đến nay 100% các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức dạy và học theo mô hình này. Năm 2015, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Kim Động thực hiện mô hình trường học mới đối với khối 2 và khối 3. Năm 2018, mở rộng với khối 4 và khối 5. Tính đến nay, 100% trường tiểu học trên địa bàn huyện áp dụng giảng dạy theo mô hình trường học mới. Qua việc áp dụng mô hình đã đem lại hiệu quả rõ rệt đối với thầy và trò nhà trường. Mô hình thể hiện sự sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức các hoạt động dạy học trên lớp và giúp học sinh tự giác học tập. Lớp học được tổ chức học theo nhóm, các em bầu ra hội đồng tự quản và tự đảm nhiệm. Với phương pháp này đã giúp học sinh phát huy quyền làm chủ trong quá trình học tập. Các em hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình trong môi trường giáo dục, được rèn luyện các kỹ năng hoạt động nhóm, làm việc hợp tác, giao tiếp, điều hành, làm cho giờ học thật sôi động, dễ tiếp thu bài, nâng cao hiệu quả học tập. Từ năm học 2013-2014 đến nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các trường tiểu học đưa phương pháp bàn tay nặn bột vào giảng dạy. Đến nay đã bước vào năm thứ 6 thực hiện, đã khẳng định được những kết quả của phương pháp này. Việc áp dụng phương pháp bàn tay nặn bột vào dạy môn khoa học tự nhiên xã hội trong các trường tiểu học ở huyện Cẩm Giàng thực hiện trong những năm qua đã tạo cho học sinh hứng thú và say mê khi tham gia vào hoạt động học tập và nghiên cứu, giúp các em phát huy được tính tích cực, độc lập, sáng tạo, rèn nhiều thao tác tư duy như phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hóa, trừu tượng hóa. Để phương pháp bàn tay nặn bột đạt hiệu quả cao hơn nữa trong thời gian tới, các trường tiểu học trong huyện Cẩm Giàng sẽ nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ về khoa học tự nhiên cho giáo viên, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị phục vụ dạy học, đặc biệt là các thiết bị thí nghiệm cho khối lớp 4 và lớp 5. Từ nhiều năm nay, ngôi chùa Cổ Am ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên đã thực hiện không đốt vàng mã, không tiếp nhận vàng mã của người đi lễ cúng vào chùa. Chùa Cổ Am thường xuyên tuyên truyền, giáo hóa Phật tử và khách thập phương không nên dâng và đốt vàng mã ở chùa cũng như ở gia đình, bởi theo nhà chùa, tục đốt vàng mã không có trong giáo lý nhà Phật lại gây lãng phí tiền của. Nhà chùa thực hiện trước tiên khi không sử dụng vàng mã trong những khóa lễ và dâng sao giải hạn đầu năm. Phật tử và nhân dân khi đến chùa đều hưởng ứng, thực hiện theo cách làm của nhà chùa. Dịp đầu năm, chùa Cổ Am đón nhiều khách thập phương đến chiêm bái, song trên các ban thờ đều không có vàng mã. Người đến lễ dâng hoa quả thay vì cúng tiền vàng rồi đốt ngay trong chùa. Nói không với vàng mã khi đến lễ chùa đã góp phần làm nên sự văn minh ở nơi tâm linh, cũng như thực hiện theo công văn số 31 của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam về việc bỏ tục đốt vàng mã. Thưa quý vị và các bạn, được diễn ra trong 2 ngày, 12 và 13 tháng Giêng, lễ hội Vùng Lim Xuân Kỷ Hợi 2019 đã khép lại thành công, qua đó giới thiệu quảng bá hình ảnh con người Bắc Ninh, Kinh Bắc, thân thiện mến khách đến với bạn bè trong nước cũng như quốc tế, ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh.
Hội Lim năm nay diễn ra trang trọng văn minh trong sự nỗ lực của hàng vạn lượt du khách, trong đó phần lễ được tổ chức đảm bảo tôn nghiêm theo nghi thức truyền thống. Phần hội vui tươi lành mạnh. Trong suốt 2 ngày lễ hội diễn ra, công tác an ninh trật tự an toàn giao thông luôn được ban tổ chức đảm bảo, không để xảy ra tình trạng lộn xộn, gây rối trật tự hay lợi dụng các trò chơi dân gian để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó đã tạo sự yên tâm cho du khách vui xuân chảy hội. Tôi thấy là năm nay tổ chức rất là quy củ, hợp lý, vệ sinh thì rất là sạch sẽ, an ninh thì là tốt, nhiều công an bảo vệ, rồi là có rất là nhiều thùng rác và mọi người đều có ý thức để cho rác vào thùng. Để có được thành công của lễ hội Lim năm nay, bên cạnh những giá trị văn hóa truyền thống vốn có của vùng đất địa linh nhân kiệt, ý thức chảy hội văn minh, lịch thiệp của du khách, còn phải kể đến công tác chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng của ban tổ chức và sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Nhờ đó, các hoạt động diễn ra trong lễ hội đảm bảo tôn vinh giá trị văn hóa quan họ, nhưng cũng mang hơi thở cuộc sống đương đại và thực sự đưa hội Lim trở về với văn hóa truyền thống, trong đó trọng tâm là phát huy giá trị di sản dân ca quan họ Bắc Ninh. Giờ đây, hội Lim không chỉ là lễ hội riêng của ba xã thuộc Tổng Nội Duệ xưa, mà còn là lễ hội của toàn thể nhân dân huyện Tiên Du nói riêng và tỉnh Bắc Ninh nói chung. Bởi vậy, mỗi mùa lễ hội được tổ chức thành công chính là góp phần gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương Bắc Ninh, Kinh Bắc. Ca trù là thể loại âm nhạc kén người nghe, kén người học. Ấy vậy mà em Lê Nguyệt Minh ở thị trấn Khoái Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên là một học sinh mới 15 tuổi đã có hơn 3 năm theo học ca trù. Đáng chú ý hơn nữa là vào tháng 11 năm 2018, lần đầu góp mặt trong liên hoan ca trù toàn quốc được tổ chức tại Hà Tĩnh, em đã giành được giải B của liên hoan. Sinh ra trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, nhưng từ nhỏ, Lê Nguyệt Minh đã sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Em liên tục tham gia các cuộc thi tiếng hát Hoa Phượng Đỏ và giành nhiều giải thưởng. Bên cạnh việc học các bài hát nhạc trẻ, nhạc đỏ, chơi các nhạc cụ như guitar, đàn điện tử, Nguyệt Minh đến với ca trù còn vừa muốn khám phá, vừa muốn chinh phục loại hình nghệ thuật độc đáo này. Em thấy thích ca trù và em thích cả nhạc trẻ nữa. Nhưng mà em muốn chinh phục được ca trù, em muốn khám phá ca trù. Và em muốn có kinh nghiệm hơn cho mình. Bằng sự chỉ bảo tận tình của các nghệ nhân và hơn hết là sự đam mê nghệ thuật, sự say mê với các làn điệu ca trù, mà Nguyệt Minh đến nay đã biết được nhiều làn điệu ca trù, đặc biệt những tác phẩm khó như Tỳ Bà Hành, Hồng Hồng Tuyết Tuyết, Minh Nguyệt cũng đã thể hiện được. Mới đây, nhà hát chèo Ninh Bình đã phối hợp với trường trung học cơ sở Trương Hán Siêu tổ chức biểu diễn vở chèo Người Con của Phạm Thắng Vương, phục vụ học tập và trải nghiệm cho học sinh. Đây là vở chèo khai thác đề tài lịch sử về vương triều nhà Đinh. Trong tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, triều đại nhà Đinh là một mốc son chói lọi, khởi đầu cho một nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên ở Việt Nam. Thông qua vở diễn đã giúp các em học sinh hiểu sâu hơn về một thời kỳ lịch sử của dân tộc, về triều đại nhà Đinh, thân thế sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng Đế và con trai trưởng Nam Việt Vương Đinh Liễn cùng các bậc hiền tài. Việc đưa nghệ thuật chèo đến gần hơn với các em học sinh thông qua các buổi biểu diễn phục vụ học tập trải nghiệm là một mô hình mới, góp phần giữ gìn, bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của nghệ thuật truyền thống. Những năm trước đây, xã Gia Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình luôn được xác định là một trong những điểm nóng về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, sau 4 năm hoạt động, mô hình tổ tự quản về an ninh trật tự gắn liền với bảo vệ môi trường của Hội Cựu Chiến binh phối hợp với các đoàn thể đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền vận động toàn dân tham gia và có những chuyển biến tích cực. Năm 2015, Hội Cựu Chiến binh đã phối hợp với lực lượng công an xã thành lập 27 tổ tự quản về an ninh trật tự gắn với bảo vệ môi trường gồm 60 thành viên. Ngay sau khi đi vào hoạt động, các hội viên cựu chiến binh ở cơ sở chủ động theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động của một số đối tượng, nhất là những thanh niên có biểu hiện chơi bời để có biện pháp ngăn ngừa, giáo dục kịp thời. Phối hợp với Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phòng ngừa phát hiện và tố giác tội phạm, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, mô hình gia đình, dòng họ tự quản về an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Hội Cựu Chiến binh xã đã phát động ký cam kết tới 100% cán bộ hội viên con em tham gia thực hiện tốt tiêu chí về môi trường, không vứt rác ra nơi công cộng, vận động nhân dân xây hố rác tự hủy tại gia đình,
xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu về vệ sinh môi trường. Bằng những việc làm cụ thể, trong những năm qua, Hội Cựu Chiến binh xã Gia Sơn đã phát hiện tố giác nhiều đối tượng phạm tội, giúp chính quyền địa phương và lực lượng công an sớm ngăn chặn và giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc gây mất an ninh trật tự trên địa bàn và đảm bảo giữ gìn cảnh quan môi trường xanh, sạch đẹp. Dù cách xa chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vài chục cây số, thế nhưng trong thời gian qua, kể từ sau Tết Nguyên đán, khu vực nút giao Liêm Tuyền, thành phố Phủ Lý, Hà Nam lại là điểm lý tưởng cho nhiều người cò mồi lễ hội, đón khách ở các nơi đến với chùa Hương. Những người này thường tập trung thành nhóm chờ những người đi đường để bám theo, mời chào họ tới chùa Hương. Đó không chỉ là những hình ảnh xấu mà còn gây nguy cơ mất an toàn giao thông. Phản ánh của nhóm phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nam. Một đội quân gần chục người, thoạt nhìn ai cũng nghĩ đây là đội ngũ xe ôm đang chờ để đón chở những vị khách đi đường. Thế nhưng dường như không phải, bởi lẽ những người tưởng là xe ôm này lại không chờ khách ở những chỗ mà các xe khách thường trả khách. Họ cũng không có nhu cầu bắt bất cứ vị khách nào. Họ đang chờ những vị khách đi trên những chiếc xe biển ngoại tỉnh Hà Nam và bám theo. Chỉ cần chiếc xe biển ngoại tỉnh như Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng đi chậm chậm, ngay lập tức những người này liền lao ra và đuổi theo. Cách thức mà họ tiếp cận với các xe ô tô là bám sát phía sau, sau đó chạy song song, thậm chí gõ vào cửa kính xe phía bên người lái để mời chào. Nếu ai có nhu cầu đi chùa Hương, họ sẽ đưa cho một chiếc cạc, ghi rõ địa chỉ bến đò nhà mình ở chùa Hương, thậm chí họ có thể dẫn khách vào tận nơi. Là mình ở đâu anh? Ở chùa Hương. Ở chùa Hương ạ? Vậy mình đón khách ở đây là mình mời vào tận đấy luôn anh? Đúng rồi. Nếu mà có, nếu mà mình mời được khách thì là mình sẽ theo về tận đấy. Theo về tận nhà. Đúng rồi. Không, mình ví dụ như là khách nó không biết đường thì mình dẫn về. Còn khách biết đường rồi mình đưa cho nó cát xong lên về tới trên kia là có người đón. Nhưng mà họ không biết đường thì sao anh? Còn mình dẫn họ về. Mình dẫn họ về, tức là về đến tận chùa Hương luôn. Đúng rồi. Một ngày mình ra đây cũng được đón khoảng bao nhiêu khách này? Nó rất là tùy theo về cái lượng khách hàng ngày. Có ngày 2 3 chuyến, có ngày 5 7 chuyến, không biết thế nào được. Có cũng nhiều, không biết thời gian thì thường khoảng từ mấy giờ đến mấy giờ? Bắt đầu từ khoảng 2 giờ sáng cho đến khoảng 11 giờ đêm trưa. Đang nói chuyện với phóng viên, nhưng người đàn ông vừa rồi vẫn luôn quan sát rất kỹ những xe qua đường và ngay lập tức đã phóng xe đuổi theo một chiếc xe ô tô biển ngoại tỉnh. Không phải lần nào bám theo là cũng mời được khách đi chùa. Họ thường bám theo một đoạn, nếu khách không có nhu cầu đi lễ hội, thì những người này lại quay về vị trí quen thuộc để chờ những chiếc xe khác. Giữa dòng xe xuôi ngược các hướng, việc những người tạm gọi là cò lễ hội này lao ra chạy song song, bám đuổi các xe ô tô, rất dễ gây nguy hiểm đối với chính bản thân họ, cũng như những người tham gia giao thông khác. Đây không phải là lần đầu tiên những cò lễ hội chùa Hương tập kết tại nút giao Liêm Tuyền, cũng như nhiều địa điểm khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam để treo kéo, mời chào khách đi lễ hội. Mỗi khi thấy bóng dáng của lực lượng công an, ngay lập tức những người này lại tản ra các phía. Khi nào lực lượng công an đi khỏi, sẽ tụ về chỗ cũ. Mùa lễ hội mới chỉ đang bắt đầu, các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý triệt để tình trạng nêu trên để hạn chế những hình ảnh xấu trong mùa lễ hội, cũng như đảm bảo an toàn giao thông cho du khách và những người tham gia giao thông khác. Nhận được tin báo tố giác tội phạm của quần chúng nhân dân về một nhóm đối tượng thường xuyên có hoạt động đánh bạc xì biến động tại các xã của huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và một số xã của huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Qua nhiều ngày trinh sát theo dõi di biến động của các đối tượng, đến khoảng 16 giờ 30 phút ngày 20 tháng 2, tại nhà ở của Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1972, ở thôn Trà Bồ, xã Phan Xào Nam, huyện Phù Cừ, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động bắt quả tang 15 đối tượng đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Trong đó có 7 đối tượng ở tỉnh Hải Dương, 1 đối tượng tỉnh Quảng Ninh, còn lại 7 đối tượng có địa chỉ thường trú tại huyện Phù Cừ. Quá trình bắt quả tang và khám xét khẩn cấp địa điểm tổ chức đánh bạc trên, thu giữ 2 xe ô tô, 15 điện thoại di động các loại, 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu dạng K54 bắn bi, 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải, 1 khẩu súng bắn hơi và 18 viên đạn cùng gần 104 triệu đồng tiền mặt. Theo tài liệu trinh sát, các đối tượng tham gia đánh bạc với thủ đoạn hết sức tinh vi. Để tránh sự kiểm soát của lực lượng công an, chúng thường chọn các địa điểm đánh bạc
là nhà xây kiên cố, kín cổng cao tường, có hệ thống camera giám sát và cử nhiều đối tượng canh gác, cảnh giới từ ngoài vào trong, đặc biệt lợi dụng vào địa bàn giáp danh giữa hai tỉnh Hưng Yên và Hải Dương, nên chúng không đánh tại một địa điểm cố định mà thường xuyên thay đổi địa điểm. Trong 15 đối tượng tham gia đánh bạc thì có 10 đối tượng có các hình xăm trổ trên người, nhiều đối tượng xăm toàn thân, trong đó có 6 đối tượng đã có tiền án tiền sự. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giữ 15 đối tượng trên để củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.